Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Crazy Craft. Và ở tập trước thì mình đã đánh bại được Remender và cũng như có farm thêm một ít cái con Batman á. Và sau khi farm thì nó sẽ rơi ra những cái bộ giáp siêu anh hùng giống như vậy nè. Và trong đó có cả một cái logo của The Flash cơ. Thế nên trong ngày hôm nay thì mình dự định sẽ chế tạo thử một bộ giáp của siêu anh hùng The Flash xem như thế nào. Bên cạnh đó thì mình cần phải có một cái trận đại chiến với con rồng The King á, vì mình đã nhặt được cái quả trứng triệu hồi ra The King nhưng mà chưa có đủ sức để chiến đấu. Hôm nay mình thử chiến đấu xem coi có đủ sức để đánh bại The King chưa nhá. Và để chế tạo được bộ giáp của The Flash á thì mình cần phải có một vài nguyên liệu, và trong đó có cả những cái Lightning Stone mà hôm trước thì mình có farm được một ít nè, để bây giờ mình tìm than mình cho vô đây để cho nó nung ra hết luôn nhá. Và chắc hôm nay mình phải đi mine thêm rồi. Và quên mất, mình nhớ là mình có nhặt được một vài cái Miner Cream từ thế giới kiến á. Để bây giờ mình tìm coi Miner Cream đây nè, mình có cất ở trong đây. Mình sẽ mang ra khoảng 22 cái Miner Cream đi, để mình đào thêm khoảng nửa stack cái khối khối Lightning Stone đó các bạn ơi, mang về để mình nung ra á. Như vậy thì mới đủ để chế tạo bộ giáp của The Flash cơ. Rồi, không chần chờ gì nữa, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái hành trình đi tìm Lightning Stone. Ui, ở đây có nè. Wow, hôm trước hình như mình bỏ sót hay sao rồi. Wow, vậy là hôm trước mình đi mai mình còn bỏ sót á. Để bây giờ mình sẽ nhìn lại cái đường đào cũ của mình, coi mình có bỏ sót cái nào không, để mình đào nốt luôn đi. Chứ không thôi dùng tiếp thì nó lại phí á. Trên này là Uranium. Cái này là Titanium nè, cái này mình cũng khá là cần. Ui. Bây giờ mình mới để ý nha. Cái cúp mực của mình á, lâu lâu mình đào cái nó lại rơi ra cái phôi sắt nè các bạn ơi. Ủa xịn nhở? Hay là nó đào một phát? À không. À vậy là cái cúp ultimate của mình á, khi mà nó đào cái phôi sắt á thì nó sẽ tự nấu ra luôn. Thỉnh thoảng thôi chứ không phải là lúc nào cũng nấu ra á. Nhưng mà vậy cũng khá là tuyệt vời rồi. Đó, lâu lâu cái nó tự nấu ra đấy các bạn. Quay xịn nha, giờ mình mới biết thêm một cái chức năng của cái cúp ultimate á. Rồi, và bây giờ mình xem coi chỗ này còn cái Lightning Stone nào mà mình bỏ sót không nè. Hôm trước mình nhớ mình bỏ sót cũng khá là nhiều á, tại vì mình chỉ mãi là tìm mấy cái khối nhiễm phóng xạ thôi. Cái này là Uranium chứ không phải là Lightning Stone. Coi hướng này coi còn không nha. Ui, zombie đâu ấy? À, con zombie ở đây. Hình như lúc nào chỗ này nó cũng xuất hiện một con zombie để nó hù mình hay sao ấy. Lần nào đi ngang mấy cái công trình như vậy mình cũng thấy có một con zombie bị mắc kẹt hết trơn á. Bó tay luôn. Rồi giờ coi nào. Nè, còn bó sót nè. Được nha, nãy giờ được 4 rồi. Mình còn tới 22 lận nên việc tìm những cái Lightning Stone này mình nghĩ vẫn có thể được á các bạn ơi. Trên này là Uranium. Đây. Một cái nữa là được 5 cái Lightning Stone rồi. Cố lên hết cái đường này mình nghĩ cũng khoảng được mười mấy cái đó. Một cái nữa nè, là được 6 rồi đúng không? 6 rồi. Hôm bữa là mình đi lên hướng này ha, một xíu chắc mình sẽ cho nó đi ngang về hướng bên tay phải các bạn ơi, tại vì mình nghĩ đi qua hướng tay phải thì sẽ dễ tìm hơn. Coi nào, ở đây còn không? Đây còn nữa. Thấy chưa, hôm trước mình đo toàn là đào mấy cái khối nhiễm phóng xạ mà bỏ quên mất mấy cái Lightning Stone nè, giờ đi vét lại. Khổ ghê luôn á. Coi đường trước còn không nè. Đi từ từ thôi, để không thôi nó lót không kịp đứng máy nữa. Ủa, có vẻ hết rồi hả ta? Chắc hôm nay mình rảnh á, mình gặp mấy cái pha lê tím vậy, chắc mình farm luôn đi, để sắp tới mình sẽ dẫn các bạn đi tới thế giới Wakanda nhá. Và mình dự định sẽ có một chuyến đi mai ở dưới thế giới Wakanda, vì ở thế giới đó khá là bằng phẳng á các bạn ơi, và chắc có lẽ ở dưới lòng đất sẽ có nhiều loại khoáng sản hơn để mình có thể farm. Thế nên mình cần phải farm những cái pha lê tím ngay từ thời điểm này, để sắp tới có cái mà dịch chuyển tới thế giới Wakanda nữa. Rồi giờ thì mình sẽ đi thêm một đoạn nữa nha. Nhưng mà hình như tới khúc này hình như hết Lightning Stone hay sao rồi, mình không thấy cái nào hết trơn á. Hình như hết Lightning Stone rồi các bạn ơi. Để mình bắn tốc độ một phát lại đằng kia coi. Ui đây nè còn nè. Vậy là mình hầu hết đó là mình bỏ sót toàn ở phía trên thôi, tại vì mình lo nhìn ở dưới á, phía trên mình nhìn đâu có kẻ đâu nên thành ra nó bị sót. Nó vậy thì hôm nay mình mới có cái mà đào chứ. Đây nữa nè, nãy giờ được 12 rồi. Wow, hấp dẫn nha. Để mình xem bộ giáp của The Flash nó tốn có nhiều mấy cái Lightning Stone không cái đã. Flash nè,
cái nón thì nó sẽ cần hai cái Lightning Stone Ingot, cái áo thì cần hai khối nè, quần thì cần một khối với hai Ingot và cái ủng thì cần hai khối lận. Wow, tính ra phải hơn một stack thì mới đủ các bạn ơi, chứ không phải là 30 mấy đâu. Chắc mình phải cố gắng tìm nhiều nhiều đi, tránh trường hợp chế tạo thiếu thì toàn mất á. Rồi, đây nữa nè. Được nhiêu rồi, 15 rồi đúng không? Mình nghĩ hết đường này cũng tầm được 20 đó. Nên thôi cố đi hết cái đường này đi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng những cái Miner Cream mới. 16 rồi. Hướng này coi còn không. Ui, có tượng. Ui, cẩn thận nha. Pho tượng bây giờ mình biết còn có một cái khả năng mới các bạn ơi. Đó chính là khả năng nguyền rủa. Đợt trước mình có đi nhong nhong trong này nè, bị một cái pho tượng quấn trúng. Thế là bị dính một cái lời nguyền gì đó mà khi hết thời gian á, tự động mình lăn ra chết queo luôn. Rất là nguy hiểm á, thế nên phải cẩn thận khi mà gặp mấy cái pho tượng nha, để tránh ngợp chết oan á. Rồi, lấy về nè, được 18 rồi. Còn không ta? Ủa cái này là khối vàng. Ok, vàng thì cũng khá là cần á, thế nên mình sẽ lấy về luôn đi. Coi còn chỗ nào nữa không. Ui, ở dưới kìa đúng không? À không, cái này là vàng. Bên này, đây mới là Lightning Stone nè. Được 21 luôn, quá dữ nha. Nên mình không hiểu tại sao dưới lòng đất lại có... Ui, hên, nó đánh hồi nãy nhưng mà không có bị dính lời nguyền các bạn ơi. May thiệt á. Hay là lời nguyền đó chỉ áp dụng ở dưới cái khu Stronghold ta. Tại vì mình đi lạc dưới Stronghold á, bị một con pho tượng đó đánh trúng á, cái mới bị dính lời nguyền. Còn dưới hang hình như không bị hay sao ấy. Ừ, vậy cũng đỡ nha. Và dưới hang mà bị dính lời nguyền chắc mình không dám đi mai luôn á, tại vì rất là nguy hiểm đến tính mạng luôn. Ở đây còn nữa nè. 26 rồi, tính ra cái đường này mình bỏ sót nhiều lắm chứ bộ. 27 luôn. Ơ, cái đường này sao? Ui, trong này có vàng và có cả pho tượng nữa. Hổm rài nhịn nhiều lắm rồi nha. Quýnh người ta hoài. Giờ mình gặp là mình quýnh ngược lại luôn, không nhịn nữa. Coi bên đây còn nha không. Ui, skeleton, thôi, bỏ qua đi. Trở lại với công việc tìm Lightning Stone trong cái đường này thôi. Cái này là kim cương giả. Cái này có khối vàng nè, ok, lượm một ít khối vàng về đi. Tại vì kim cương giờ mình có nhiều lắm rồi, nên không nhất thiết là phải đào kim cương đâu. Chủ yếu là lấy mấy cái loại như là vàng với những khoáng sản khác thôi. Nãy giờ được 28 rồi hả ta? 28, có ít cái nữa cho chẳng nữa stack đi. Đây, 29 nè. Đây còn nữa không? Đây, 30 và 31 luôn. Ở đường kia ba cái, ở hai cái nữa kìa, là 33 đó nha. Quá dữ. Cái đường này vẫn còn một đoạn nữa cơ, nên mình cứ đi hết đi để coi tổng cộng là được bao nhiêu sau khi mình vét lại nhá. Coi có một đây suýt nữa thì bỏ sót hết một cái Lightning Stone. Đó, lấy vô. Úi. Ơ, xong cho mình lấy. Rồi, lấy được rồi. Chắc nó bị lát á. Rồi, và đây là khối kim cương nè. Ok, lâu lượm vài khối về chơi cũng được. Tứ nhà mình có stack mấy hay stack khối kim cương rồi, nhiều lắm rồi. Úi. Ơ. Ôi, cái khối nhiễm phóng xạ mình đứng lên trên nó cũng bị mất máu nha các bạn, chứ không nhất thiết là phải để trong kho đồ đâu. Rồi à, giờ mình mới biết luôn á. Này thì skeleton. Rồi, đi tiếp nè. Cái này là kim cương thiệt, thôi bỏ qua. Ủa hết hả ta? Ủa có đoạn gặp. Ở đây còn chỉ là hết cái đường đào mà hôm trước mình tạo ra đó các bạn ơi. Ủa mất rồi. Hay là mình nhặt rồi vậy ta? Thôi kệ đi, giờ mình sẽ bắt đầu đào về phía bên tay phải của mình nhá. Đây, đi về hướng tay phải nè. Cái Miner Dream đầu tiên. Đây có Lightning Stone luôn, quá dữ. Đây nữa, được hai cái trong một lần. Ba luôn. Wow, bốn luôn. Nhiều vậy. Phải nhiều vậy đi thì mình thích chứ. Nữa này là Silicon thì mình không có cần á, nên thôi bỏ qua. Rồi đi tiếp. Ở đây mình phát hiện có một cái Lightning Stone phía trên. Còn Zombie đi ra chỗ khác. Zombie có khoai tây trong người chứ. Các con đó mới chọn khoai tây ở đâu á. Rồi, chỗ này còn không nè. Úi, đây có hang nè. Nhiều khi trong hang á nó vẫn có cái Lightning Stone nha các bạn, nên chúng ta chịu khó để ý kỹ một xíu nha, để không thôi bỏ sót thì ổn lắm. Rồi, trong hang này có vẻ không có rồi, nên mình sẽ đi tiếp. Đây, ở đây có một cái Lightning Stone. 2, 3, 4 luôn. Ui, lâu lâu mình gặp 4 cái Lightning Stone kế bên luôn vậy. Thích ghê luôn ấy.
Lần này thì coi coi có Lightning Storm không nào. Ở phía trên mình lại là cái chỗ có con zombie nè, chắc chắn luôn á, tại vì mình gặp mấy ngày nhiều lắm rồi. Zombie đâu? Ủa, ấy, nó thấy không, chuyên gia hù hù người ta. Spawner nè, vậy là nó có một cái spawner mà hình một cái cục đá mọc rêu á các bạn ơi. Trong đây có bé bò, có một ít than được luôn, mình sẽ mang than về để dành mình nung á và cất những cái khói không cần thiết đi. Đó, cất vô trong. Tặng thêm cây đuốc nè. Rồi. Giờ thì trở lại thôi. Cái này là nè, Stone Spawner nè, mình thấy là đập nó đau hơn đúng không? Đó, đập ra thì sau này mình đi ngang á, nó sẽ không có xuất hiện zombie nữa, rất là tiện lợi cho mình. Và mình có được 47 cái Lightning Stone luôn. Yeah. Giờ sẽ tiếp một cái nè. Xuất hiện đi. Lightning Stone có không ta? Đây 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 có Lightning Stone. Là được 48 rồi đúng không? Ý. Đi từ từ, đầu Superman chạy nhanh quá nên khó xuống cái lỗ lắm. Rồi kế tiếp nè. Ôi mình nghe tiếng pho tượng. Ủa, pho tượng đâu ta? Mình nghe tiếng con pho tượng ở đâu đây ấy? Hình như phía trên mình có cái hang hay sao ấy, nhưng mà thôi kệ đi, mình không nên đào lên phía trên làm gì cho mệt. Và ở đây làm gì có mấy cái này đây? À, cái có cái chỗ spawner có mấy con nhện. Đập cho người nghỉ đẻ. Trong này có mấy pha lê làm cái chìa khóa để mở cái gì á, mình cũng chưa biết nữa, nhưng mà nhà mình có rồi, mình sẽ không lấy nữa đâu. Súng tạo ra cổng thì mình cũng có luôn. Coi coi trong hang có cái Lightning Stone nào không. Có vẻ hang này không có Lightning Stone. À đây 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 có cái pho tượng nè. Tranh thủ qua cà khịa nhẹ cái rồi đi tiếp. Cà khịa nhẹ. Ui. Ui hên mà mình mặc đồ Superman á, không thôi hồi nãy chắc mình bị mắc kẹt. Chết luôn rồi quá. Ui đúng là cà khịa người khác cũng có ngày bị bị nghiệp quật à. Thôi, không cà khịa nữa. Bớt 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 tích nghiệp đi các bạn ơi. Rồi sau đó mình sẽ trở lại cái đường đào của mình nhá. Suýt nữa thì toang rồi ông giáo à. Thôi giờ thì đi tiếp nào. Một cái nữa. Úi. Ủa. Kia. Ủa? Ủa? Ủa sao kỳ vậy? Ôi chết rồi. Bị gì rồi? Ủa sao cái Mana Grim mà hết xài được rồi ta? Kỳ lạ thiệt luôn á, không hiểu luôn. Ui, bị gì rồi? Chết rồi. Hình như cái pho tượng đó nó làm mình bị dính một cái lời nguyền gì rồi nè. Kìa ở dưới có 3 4 pho tượng luôn kìa, đang làm gì á? Bây giờ mình thấy cả dưới lòng đất luôn. Đó 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 đó. 4 pho tượng luôn. Ui lời nguyền gì đây? Ủa hay là máy mình bị lag ta? Nhiều lắm á, sợ máy mình bị lag á. Ok để bây giờ mình sẽ thử thoát ra vào lại coi coi, một là mình bị dính lời nguyền hay là máy mình bị lag nhá. Rồi hẹn gặp lại các bạn khi mà mình trở lại nhá. À biết rồi, thì ra máy mình bị lag các bạn ơi. À, vậy là cái khả năng đặc biệt của cái con pho tượng đó là làm máy mình bị lag á. Ui suýt nữa thì toang rồi. Rồi không sao, dù sao thì mình cũng đã trở lại rồi đây. Và bây giờ mình sẽ chui vô đây một cái. À, và tiếp tục sử dụng cái Miner Cream nhá. Coi coi bên đây có Lightning Stone không nè. Ủa trên kia có khói vàng kìa mà khó lấy quá. Mình lấy thế nào cũng bị rớt xuống lava cho coi ấy. Nên thôi mình sẽ sử dụng cái Miner Cream đi cho dễ đi. Và phía trước mình làm những cái surprise. Mấy cái quặng này không biết có chế tạo được gì không ta. Quặng này chế tạo một cái quả trứng triệu hồi cái con gì đó. Ủa hay là mình sẽ lấy thử một vài cái mang về coi. Để coi cái con đó là cái con gì nhá. Nghe tên cũng khá là đặc biệt đó. Rồi đi tiếp và tìm những cái Lightning Stone thôi. Trên này có một nè. Nãy giờ mình tìm mãi mà chỉ mới có 49 thôi, khá là ít luôn á. Cần khoảng một stack thì mới đảm bảo cho việc chế tạo đầy đủ được. Mình sẽ cố gắng sử dụng nốt 11 cái này coi coi được bao nhiêu cái Lightning Stone nữa thì về chế tạo luôn. Mình nghĩ như đây cũng đủ chế tạo được 2 hoặc 3 món của set đồ The Flash rồi nên cũng không sao đâu. Rồi, lấy thêm nè. Sử dụng Miner Cream. Quá trời kim cương là đằng khác luôn á. Giờ mình bắt đầu ngán kim cương rồi, để trước đi tìm mấy cái khói móng xạ mình đào quá trời kim cương á.
Đây có thêm Lightning Stone. Coi trong hang này có không nè. Bay lượn một xíu. Có vẻ ở đây không có rồi. À đây đây, trong góc này có nè. Đào luôn. Mấy con Skeleton cà khịa là không tốt mà. Cà khịa là không tốt. Ê, cái gì? What? Skeleton bắn ra cái mũi tên thuốc nổ. Hỗn xược, hỗn xược. Ui, lần đầu mình gặp con Skeleton bắn phát nào nổ phát đó. Skeleton được trang bị vũ khí tối tân các bạn ơi. Cung thuốc nổ hay sao ấy, bắn nổ đùng đùng luôn á. Trời ơi, nguy hiểm ghê. Rồi, đi tiếp nè. Ui, lâu lâu gặp mấy con quái đó cũng căng thẳng lắm chứ bộ. Và đây có một cái Lightning Stone mình sẽ lấy về. Đó, 56 rồi. Bên đây một nữa là 57. Đó, cái Mana Cream nó hay ở một chỗ là có nước này đúng không? Mà nó sẽ không có chạy xuống cái đường đào của mình. Và mình có thể dẹp luôn cái đống nước đó luôn. Đó, rất là tuyệt vời. Và đây có một là 58. Bên đây nữa là 59. Còn nữa không? Dừng lại số 59 rồi. Ok, dùng tiếp một cái Mana Cream nữa. Có 60 không nè? Có không? Đây, cái 60 đây. Và bốn cái nữa thôi thì mình đã đổ một stack. Và ở đây còn có một cái khu mỏ bó hoang. Wow, lần đầu mình gặp khu mỏ bó hoang trong Crazy Craft. Để coi coi cái rương trong khu mỏ bó hoang này nó có xịn hơn cái rương bình thường không nha. Rương này mình vẫn chưa thấy cái rương đâu hết. Mới trong đây nó có cái rương chứa xe mỏ không ta? Mới trong đây nó có cái rương chứa xe mỏ không ta? Ủa, nhầm. Xe mỏ chứa rương chứ. hướng này coi. Hướng này là một cái đường đi lên. Đường đi lên có kim cương nữa nè. Wow, xịn thiệt sự luôn. Đằng kia có Lightning Stone không? Không có rồi. Chưa để mình đây. Lightning Stone cái rương chứa xe mỏ luôn. Ủa, xe mỏ chứa rương luôn. Và một cái ba lô dơi. Ui tuyệt vời, tại vì ba lô dơi á thì nó sẽ cho mình các hiệu ứng nhìn trong bóng tối giống như bây giờ nè, rất là hết luôn á. Được thực sự. Và đây là một cái hồ lava rồi, và mình cũng đã được một stack Lightning Stone rồi đó các bạn ơi. Nên mình nghĩ mình sẽ khám phá cái khu mỏ này một xíu đi, rồi sau đó trở lên trên để mình nung ra rồi chế tạo đồ thôi, chứ liên ta liên thiên dưới này hoài thì cũng không hay đâu. Ui, mình nghe tiếng pho tượng ở đâu ấy. Đây, ao ao. Đó. Uầy, nữa rồi, dính lời nguyền máy lắc rồi. Nguy hiểm ghê luôn á. Những cái pho tượng á thì nó sẽ cho mình một cái lời nguyền là dịch chuyển đến một nơi nào đó mà địa hình không thể lót ra. Giống như vậy nè, nếu mà mình không có đồ Superman á, mình rơi một cái tổm xuống dưới là xong luôn, rớt xuống đi voi là mất hết luôn á. Nguy hiểm thiệt sự luôn. Và nãy giờ mình đi xa nhà cũng khá lâu rồi. Để bây giờ mình sẽ trở về nhà, cũng như là cho hết cái số Lightning Stone này vào trong để nung ra nha các bạn. Hiện tại thì mình đang chia mấy cái này ra rồi cho vô lò nung nè, để cho nó nóng nhanh một xíu á. Đây có mấy cái bột nhựa mình lấy ra luôn đi. Và hôm trước mình có nung sẵn khoảng hơn nửa stack xíu ấy. Và giờ được 27, để bây giờ mình sẽ nén tạm trước nha. Còn 32 mình sẽ chia ra làm 4 đi. Đó, cho ra 4 cái lò nung nấu cho nó nhanh tăng tốc độ lên nha. Rồi, nấu đi. Giờ mình sẽ nén cái này lại thành khói trước nè. Mình cần khoảng nhiêu khói ta? Cái phần áo là tốn hết 2 khói nè. Phần ủng là tốn hết 2 khói nữa là 4 khói. Phần quần tốn 1 khói nữa là 5 khói. Uầy, tính ra mình cần phải có 45 cái ingot thì mới làm được 5 khói đó. Rất là nhiều luôn. Đây, mình sẽ làm thêm được 1 khói nữa. Rồi, tạm ổn nha. Và quên mất, đồ Flash á, thì mình cần phải có những cái Red Glow này nè. Và hôm trước mình chế tạo đồ Superman, vẫn còn hình như một ít cái Red, đây, còn một ít cái Red Glow luôn, nên rất là tiện nha. Thoải mái mà dùng. Nãy giờ nó nấu cũng được khá rồi nè, mình sẽ lấy ra để nén lại. Vậy là mình đã đủ cái phần khói để làm những bộ giáp rồi. Giờ thì để dành thêm một vài cái ingot thôi. Những cái ủng của đồ Flash thì chắc mình sẽ làm được nè. Đầu tiên là sẽ cho Red Glow ở trên. Cái tiếp là hai cái khói Lightning Stone ở phía dưới. Đó, vậy là mình đã được một cái quần. Ủa, cái ủng chứ. Một cái đồ ủng của The Flash rồi. Ở đây mình có những cái ba lô dơi á, để tranh thủ mình đặt xuống đây đi. Mình sẽ đặt tạm ở đây nha. Cái này sắp tới mình sẽ dời lên trên, tại vì mình cần những ba lô dơi để đi khám phá hơn cơ. Giờ mình sẽ để làm nơi chứa đồ tạm thôi. Đó, cất vô trong. Khói vàng có thể cất nè. Này cũng có thể cất luôn.
Logo The Flash thì mình phải chừa lại để xíu mới làm phần áo á. Rồi giờ chúng ta sẽ xem công thức làm phần áo thôi. Là cần tới 1, 2, 4, 5 cái red glow lận. Và mình còn có 4 thôi à. Mình có len ở đây, có chỉ ở đây. Để bây giờ mình sẽ làm những cái red glow luôn nha. Red glow công thức của nó xem như thế nào nào. Red glow là len ở 4 góc chứ gì. 1, 2, 3, 4 nè. Kế tiếp là chỉ ở xung quanh. Ý, chết rồi, mình thiếu chỉ rồi. Để bây giờ mình coi mình còn chỉ ở đâu không cái đã. Chỉ, ở đây, đây còn quá trời chỉ luôn nè. Rồi, giờ thì đặt chỉ vô trong lại nha. Đó, đặt chỉ vô trong và chờ ra 4 ô giống như vậy. Cho len vô. Gì? À không, len, hai cái này màu nó giống nhau quá, mình để nhầm mất tiêu rồi. Rồi, giờ thì mình đã có được 28 cái red glow luôn. Rất là thoải mái để chế tạo nha. Giờ thì mình sẽ làm luôn cái phần áo xem coi khói Lightning Stone ở dưới nè. Rồi gì nữa ta? Logo ở trên. Và cuối cùng là những cái red glow. Ủa? Red glow mình lại đến nhầm len chứ, thiệt tình luôn á. Rồi giờ thì đã đúng công thức và mình được một cái áo của The Flash rồi. Kế tiếp thì mình sẽ làm cái phần quần đi. Phần quần thì mình cần thêm phần quần mình vẫn đủ để chế tạo nè. Đặt theo công thức giống như vậy. Và ta đa, lần này thì đúng công thức và được luôn một cái quần của The Flash. Vậy là mình còn thiếu mỗi cái phần nón thôi. Và phần nón thì khá là dễ chế tạo. Mình sẽ lấy ra một cái ingot ở đây và đặt theo công thức giống như vậy. Đó, vậy là mình đã full một set đồ của The Flash rồi. Yay, và như các bạn đã biết thì The Flash đó chính là một trong những siêu anh hùng có tốc độ siêu nhanh luôn. Nhưng mà xét về tốc độ, mình nghĩ Superman vẫn hơn một bậc các bạn ơi. Và giờ thì mình sẽ thử mặc vô cho các bạn xem coi cái sức mạnh của The Flash xem như thế nào nha. Quần nè, áo nè, nó có logo The Flash ở phía trước nhìn rất là đẹp nha. Và cuối cùng là đôi ủng. Rồi, giờ thì chưa thấy gì đúng không? Nhưng mà khi mà mình chuẩn bị chạy nè. Ủa kì vậy? Ủa sao tốc độ The Flash là siêu hùng chạy nhanh mà. Ta nói nhanh như The Flash mà các bạn, nhưng mà hình như có gì đó sai thì phải rồi. Hay là mình phải set skill lại ta. Nhưng mà bây giờ mình sẽ test thử sức mạnh coi. Đấm phát có chết bò không? Trời ơi, đấm phát không chết bò nữa. Ủa kì vậy? Hình như có gì đó sai ở đây rồi mà. Nè, nó có hiệu ứng của The Flash rồi mà. Hay là cái này phải tích tốc độ chạy từ từ ta. Để bây giờ mình sẽ bắt chớm mình chạy từ từ coi. Nó cũng vậy à, không bằng một góc của Superman luôn á. Chưa, để bây giờ mình sẽ ra ngoài xem lại những cái phím á, xem coi mình có bị kẹt phím không nha. Rồi mình sẽ chỉnh lại cái skill coi như thế nào nha các bạn. Mình đã tham khảo qua và bây giờ mình đã set được phím cho cái skill chạy của The Flash rồi các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test speed của The Flash nha. Chuẩn bị 1 2, 3, sức mạnh của The Flash. Cái này nó chỉ nhanh khi mà chúng ta kết hợp với việc nhảy thôi các bạn ơi. Ủa, ui, chết rồi, lọt hố rồi. No, trời ơi. Xuyên thùng mình để lọt hố rồi. Chưa, để mình lên trên cái đã. Kỳ quá luôn á. Rồi, chạy lên nè. Nhanh chưa. Và bây giờ thì mình sẽ so sánh giữa tốc độ của The Flash với Superman xem như thế nào nha. Mình nghĩ Superman vẫn nhanh hơn á các bạn ơi. Đây, mình sẽ trang bị bộ giáp của Superman nè. Và quay lại chỗ hồi nãy mình vừa bắt đầu chạy là ở bên đây. Nó ấy. Ui. Ao. Bia. Bị kẹt. Rồi, ok. Bị kẹt rồi, nãy mình chạy từ đây đúng không? Sức mạnh của Superman. Superman thì có kỹ năng bay nữa các bạn ơi. Đó. Ui. Caterpillar Killer. Chưa, để mình test speed xong cái đã. Tại vì Superman khi mà rơi xuống á sẽ rơi chậm các bạn ơi, thành ra tốc độ nó bị sẽ bị hãm lại á. Nhưng mà nhìn sơ qua thì mình thấy Superman vẫn nhanh hơn một xíu á, đúng không nhờ? Đó, mình thấy Superman chạy vẫn nhanh mà đúng không? Quá dữ luôn. Như vậy trong ngày hôm nay á thì mình đã có sở hữu được hai bộ giáp thiên về tốc độ. Ui, mấy con kiến này.
Hai bộ sáp thiên về tốc độ giúp mình có thể dễ dàng khám phá hơn, nhưng mà Superman thì vẫn có một cái lợi thế, đó chính là bay được luôn nha. Và giờ thì mình sẽ mặc quần set đồ của The Flash lại đó, và đánh bại con Caterpillar bằng tay không coi mất bao nhiêu hit nhá. Ui ui ui, ui chết rồi, lọt hố rồi. chơi đi lên trên lại nè. Rồi Caterpillar đâu? Ơ, hồi nãy mình mới thấy nó mà. Ủa nó rồi? Ủa có gan nãy mình thấy con Caterpillar đâu đây mà. Ủa cái này nó nhanh quá, cũng khó di chuyển lắm các bạn ơi. Mình đè ship rồi nè, mình đi rón rén á mà nó đi. Sức mạnh của The Flash thật là kinh khủng á. Trời ơi. Coi nào, con Caterpillar nó bò đâu rồi. Nghe mình nói lấy được bộ đồ này đi đánh nó, cái nó sợ nó chạy sao vậy á. Thôi nếu test hacker con đó không được, mình sẽ ra biển mình test với mấy con. Con gồng biển. Gồng biển nè. The Flash tay không chiến đấu. Ui. Ui nó cũng khá khỏe các bạn ơi, đồ của The Flash cũng khá khỏe nè. Không mất nhiều, nhiều máu quá. Chiến thôi. Ôi nhưng mà ăn cái vô cái đã. Siêu anh hùng thì cũng phải ăn để cho nó hồi máu lại. Giờ thì mình sẽ sử dụng tay không để đánh con này. Nãy lỡ dùng kiếm rồi. Và trên nước á, thì vẫn có thể đi nhanh được nha các bạn. Đó, cái này vừa có thể khám phá trên mặt đất nè, vừa có thể khám phá biển luôn. Rất là tuyệt vời. Vậy mới là một bộ sáp của siêu anh hùng chứ. Rồi đánh bại. Đánh bại con này. Con đồng biển này. Chết đi. Sợ. Giờ mình sẽ biểu diễn một pha lội nước siêu nhanh nè. Quá dữ luôn. Trời ơi. Cái này gọi là đi trên mặt nước nha. Đó, mình đi trên mặt nước nè. Ui. Sea monster nè. Có rơi ra gì không? À, như con này nó ăn mấy cái. Ờ, đúng rồi, mấy con này. Con quái vật biển ăn mấy bạn gái sao á. Mình quýnh nó rơi ra mấy đôi giày cao gót nè. Trời ơi, mấy con này nó liều ghê luôn á. Coi coi còn rơi ra gì nữa không. Hết rồi. Ờ, pha sẵn tiên đây, mình đang trên biển nè. Mình sẽ tìm mấy cái con sea viper luôn á. Tại vì mấy con sea viper nó sẽ rơi ra cái thau gì á, là một trong những thứ mà mình cần để chế tạo phần lưỡi kiếm của thanh kiếm Big Bertha. Ờ, nhưng mà lượng nãy giờ không thấy đâu hết vậy ta. Ui. Ui cái gì nè. Ê gì. Nhện đâu dưới đây vậy. Ui đâu đây có cái rương vậy. Nghe The Bottle Pet. Ấn chuột phải là dịch chuyển tới địa ngục luôn. Những miếng bọc mút. Wow, bọc mút trong đây có làm được gì không? Làm được cái ba lô bọc mút. Ê. Đang nghẹt khở. Chưa lên cái. Ao. Xin hùng nhưng mà vẫn bị nghẹt khở nha các bạn. Tại vì không có khả năng khở dưới nước á. Coi ở đây có con sea viper không? Skeleton nè. Ờ, hôm trước mình gặp mấy con sea viper nhiều lắm mà ta. Hôm nay không gặp con nào hết trơn á. Mình sẽ vứt bớt những thứ không cần thiết đi. Và bắt đầu đi tìm những con sea viper tiếp nha. Sử dụng khả năng lội nước siêu nhanh của The Flash luôn. Mà nói cũng lội từ từ thôi các bạn ơi. Lội nhanh quá nó lót không kịp á. Ở đây có khối gì nè để mình kiểm tra coi. Này là Aqua Stone, đá biển. Lấy cái cúp ra đào thử coi đá biển này có làm được gì không nè. Rồi lấy được đá biển rồi. Bây giờ thì lên trên mặt nước rồi tiếp tục đi tìm sea viper thôi. Mấy cái con gắn giống như con gắn biển nha. Coi nó có ở đây không nha. Lâu. Ủa nè. Spawner của nó nè. Chạy đi đâu con sâu. Chạy đi đâu con sâu. Sea viper nè. Coi rơi ra chưa. Đây. Đây chính là những thứ mà mình cần nè. Và nó sẽ rơi ra những cái rau bacon hả. Mình sẽ lấy tạm. Ấy. Con này không sượt giống Winter Flash. Ờ, nhưng mà set đồ này không có mạnh cho lắm các bạn ơi. Mình quýnh một hit không chết được mấy con sea viper nè. Ok đi, dù sao cho khả năng di chuyển nhanh là vui rồi. Và mình đã farm được cái sea viper rồi á. Thế nên bây giờ mình sẽ xác định vị trí rồi sau đó lội về nhà thôi. Nhà mình ở đây đúng không? Rồi bắn tốc độ phát về tới nhà nè. Chưa lên mặt nước đã. Đi trên mặt nước á, như nhanh như đang trên mặt đất vậy á. Quá dữ luôn. Coi hướng này còn con quái vật nào không. À mà quên mất xem công thức của cái này. À, đá biển là một trong những thứ cần thiết để chế tạo set đồ của Aquaman. Ồ, thì ra là vậy. Trời ơi, giờ mình mới biết luôn.
Đúng là Aqua Stone mà. Rồi bây giờ mình sẽ tranh thủ đào nhanh nhanh nha, để không thôi là chết chết đuối dưới đây á. Siêu anh hùng thì siêu anh hùng chứ xuống nước lâu cũng chết ngạt à. Rồi giờ đi lên nè. Ê, ê, ê. Đi lên cái, lên cái, lên cái. Ao 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 ao. Ok, ổn rồi đó. Và để bây giờ mình sẽ bắn tốc độ phát về tới nhà nè. Chuẩn bị về thôi. Thích ghê luôn á. Và cái cây của mình nó dài cả tí ha, một khúc của biển luôn rồi trời. Dài thật sự luôn. Mấy con quái bình thường kiểu như là zombie hay là phù thủy á thì vẫn có thể one shot được, nên cũng khá là thoải mái trong việc mặc set đồ này để đi khám phá. Nhưng mà để đi đánh boss thì chắc không nên dùng đâu. Ý, skeleton bắn phát ra, bắn một phát bị dính hiệu ứng Wither. Định ăn hiếp mấy bạn gái của tôi hay gì? Mấy cái tên này, mấy con zombie này buổi tối ưa ra đây để ăn hiếp mấy bạn gái lắm á. Con zombie baby này mới baby thôi á mà bài đặt đi ăn hiếp mấy bạn gái rồi. Và buổi tối thì thỉnh thoảng xuất hiện mấy con quái vật cũng khủng, giống như là con bò hung gì nè. Mấy con này mà mình yếu yếu là nó kẹp mình chết á, như chơi á. Ui ui, nó hất bé bò đi lên trên luôn nè, hung dữ. Creeper. Xong, vậy là mình đã lấy được cái Sea Viper Thorn rồi. Và bây giờ mình sẽ ngủ một phát đi, rồi sáng thức dậy thì mình sẽ trở lại với công việc chế tạo nha các bạn. Mình đã ngủ được một giấc cũng như là dọn dẹp lại đồ sơ sơ rồi các bạn ơi. Và bây giờ thì mình sẽ trở lại với công việc chế tạo thanh kiếm Big Bertha nha. Giờ thì mình còn thiếu một cái phần lưỡi kiếm thôi. Và mình đã có được cái Sea Viper Thorn rồi. Giờ mình sẽ kết hợp những thứ trong cái rương. Đây đây đây, cái rương này đây. Mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Giờ thì chỉ cần đặt theo công thức là chúng ta đã có thể có được cái phần lưỡi kiếm rồi á. Đó, vậy là chúng ta đã có được một thanh kiếm Big Bertha. Ủa, cái lưỡi kiếm của Big Bertha chứ. Và giờ mình sẽ kết hợp thêm với cái phần chưa mặc đồ Superman vô cái đã. Đây, thay giáp nè, để mình bay lên trên á. Vì mấy bộ phận kia mình đã nhét vào cái rương Obsidian rồi các bạn ơi. Đây, rương Obsidian. Đó, tay cầm nè, cán kiếm và lưỡi kiếm giờ đã có đủ rồi hả ha. Thế nên mình sẽ cho vô đây và làm luôn một thanh kiếm Big Bertha siêu mạnh theo công thức. Ta da. 500 sức tấn công nha. Nếu mà mình không có cái thanh kiếm hoàng gia này thì với một thanh kiếm này thôi thì mình cũng có thể hoành hành bá đạo trong thế giới Crazy Craft. Và sẽ như thế nào nếu mình sở hữu hai thanh trong cùng một lúc ta? Chưa, để bây giờ mình sẽ cầm hai tay cho các bạn xem luôn. Một cây bên này và một cây bên đây. Ui, che hết cái mặt mình luôn kìa. Wow. Nhưng mà mình nghĩ nên để cái cây kiếm hoàng gia bên tay phải thì nó sẽ mạnh hơn. Nó kết hợp giữa hai thanh kiếm có sức tấn công có thể nói là mạnh nhất và mạnh nhì trong Crazy Craft rồi. Và không chần chờ gì nữa. Ý, ý, ấy, ôi trời trời. Siêu anh hùng mà để trượt chân té muốn chết luôn rồi nè. Còn có nửa tim mà. Giờ mình sẽ lấy cái quả trứng triệu hồi cái con The King ra nè. Cái quả trứng triệu hồi The King nè. Để mình mặc, để mình triệu hồi ra nhá. Và mình sẽ sửa lại cái bộ giáp siêu anh hùng mà mình đang mặc, chính là bộ giáp của Superman á. Tại vì Superman, bộ giáp Superman đang bị hỏng một xíu á các bạn ơi. Đây, sửa lại nó cho nó full đồ bền, tránh trường hợp đánh giữa chừng mà hư giáp cũng như là xác định với con rồng đó luôn. Và set đồ của The Flash thì mình sẽ enchant cho nó cái dòng không bị phá vỡ đi. Enchant một phát, sửa lại nè. Nó để đảm bảo cho việc mình sử dụng lâu dài hơn. Sửa lại, tương tự với cái này. Enchant sửa và cuối cùng là cái ủng. Búp, xong. Vậy là bộ giáp của The Flash cũng đã full đồ bền. Và mình sẽ cất lên trên đi, giống như bộ giáp của Hulk vậy. Nếu mà cần thiết thì mình sẽ lấy ra, còn nếu không á thì mình sẽ cất để tránh trường hợp bị lạc mất á. Vậy thì ổn dữ lắm. Đó, vậy là có tổng cộng 3 bộ giáp siêu anh hùng trong nhà mình rồi đó nha. Rồi, và đánh con The King này, tốt nhất chúng ta nên đến một nơi thiệt là xa nha. Vì đây là một con rồng trong truyền thuyết, nó cực kỳ mạnh luôn. Nếu không cẩn thận á, thì mình rất dễ bị nó thiệt. Và mình sẽ mang theo một ít trái táo vàng để có cái mà ăn vào hồi phục nữa. Đây, gậy sấm sét cũng mang theo. Cái nào không cần có thể cất ở nhà nè. Rồi, cần như đây thôi. Và giờ thì chúng ta sẽ đến một nơi thiệt là xa. Xa nhất mà mình từng đến là khu nào ta? Khu bên này đi, nó cũng khá là xa nè, có cái hồ nước cũng đẹp nữa. Rồi, chuyển lại cái hồ. Cho nó lót địa hình ra một xíu. Ô, mấy anh ăn cướp. Lâu lắm mới gặp. Hello mấy anh nha, hello. Hello mấy anh nha. Ai đánh bơm đây? Ê, chưa, mình nghe tiếng ai đánh bơm bên đây. Ai mà chơi bơm bùm bùm vậy? Dám làm càng à?
và bên kia có một cái Lucky Lock cũng như là những bạn nữ. Wow, quá trời luôn á. Nhưng mà mình nghĩ nên tránh xa cô này đi. Ôi, có hoa luôn nè. Để mình tặng một bạn coi. Tặng bạn này. Nhưng mà không hiện tim rồi. Thôi, nếu mà mình hiện tim về mình dẫn mà bạn gái kia gặp một phát thế nào, bạn đó cũng no đòn như bạn kia cho coi á. Nên thôi, mình chỉ tặng bạn ấy chơi chơi thôi. Và bên đây có một cái Lucky Block để mình đập nốt luôn nha. Coi coi rồi là cái gì. Giếng thần. Wow, một cái đồng tiền. Coi nào, chuẩn bị nha. Sao chô quá tới đọc, ăn chết rồi sao? Kỳ vậy. Ui, có kiếm mấy màu nè, từ từ mình sẽ đi khám phá sau. Và giờ thì mình sẽ bắt đầu triệu hồi ra đợt khiên nha. Chuẩn bị nè, triệu hồi ra là đánh liền luôn á. Không biết có bay bằng bảnh thằng thịt mấy bạn gái không nữa, nhưng mà cố gắng đánh thôi chứ sao giờ. Triệu hồi ra đợt khiên. Ê, xuất hiện rồi. Nó 7000 máu lận. Đợt khiên. Ui, sao nó để lừa mình xa vậy? Ui, nó đánh mình một phát. Trời ơi. Bay tít kìa sao luôn. Mình sợ mình đánh không tới nó, tại vì con này nó đánh xa lắm các mọi người. Ây, ao, 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 ao. Ui, sao kỳ vậy? Đánh một cái mình bị bật lùi một đoạn cực kỳ xa luôn á. Vì sao đánh nó đây? Cung thì không đánh lại nó rồi, tại vì cung không có sát thương nhiều cho nó đâu. Con này mình chỉ có đánh cận chiến thôi. Hoặc là cung là phải bắn liên tục để không thôi. Ui. Ui. Không ổn, không ổn. Mấy là bây giờ mình sẽ thử mặc set đồ của để làm một điểm đây trước đã. Đây ngay đây là rồng king đó, sẽ lưu lại trước đây, rồi sau đó mình sẽ dịch chuyển về nhà nhá. Nhà mình ngay đây nè, để mình lấy cái set đồ hôm trước mình chưa dám mặc rồi, đó chính là set đồ của nữ hoàng á, The Queen hay là The King luôn ta, set đồ của hoàng gia nè. Ok, để mình sẽ mặc tạm set đồ này xem như thế nào nhá. Rồi, mặc vô nè. Quay, wow, mặc vô là nhìn thấy quý sơ tộc liền. Cầm thêm kiếm hoàng gia nữa. Wow, quá dữ luôn. Rồi, coi lần này thì có đủ sức để đánh con rồng đó chưa. Rồng đâu. À, rồng đây. Rồi, con rồng kia, đứng lại cho ta. Mình sẽ lấy cung ra mình cà khịa nó. Con rồng kia. Bắn không suy nhê nó luôn á. Nó thấy mình rồi. Con rồng này. Ui, mình không đụng vô nó luôn. Ấy, tụi sao đánh được nó đây ta. Ui, sai lầm tôi trẻ rồi. Mình không đụng được vô nó rồi sao mà đánh được. Con rồng kia. Chưa, để mình di chuyển lại gần con rồng cái đã. Tán cây. Mắc kẹt. Mắc kẹt nữa rồi. Ôi, đánh trúng rồi. Cố lên. Con rồng kia. Phải đánh nhanh đi, không tôi nó hồi máu các bạn ơi. Biết cung ultimate bắn thấm nó không nữa. Ây, ui. Ui, trận chiến nhanh thông này hơi bị căng thẳng đấy. Con này chắc mình bắn cả nửa ngày mới chết nó quá. Nó vẫn còn 6. Nãy giờ mình đánh với 200 máu thôi. Không tới được. Dùng gậy sấm sét thì sao? Người biết chịu hồi sấm sét, ta không biết à. Chịu hồi sấm sét này. Cố lên, mình sẽ dịch chuyển lại gần con rồng mới được. Cái chấm thôi. Ui, nó đẩy mình ra một đoạn xa lắm rồi. Con rồng kia. Ôi, chết rồi. Hình như chịu hồi thế giới này mình không đánh được nó hay sao ấy. Nó cứ đi đâu thôi à, nó không tập trung nó đánh mình. Hay là mình phải phản lại những phát cầu của nó ta. Ôi. Không đụng vô được rồng luôn ý. Nó đánh xa quá. Con đúng là rồng chuyện khí có khác. Đứng lại đi, đánh sáp lá cà đi. Đánh sáp lá cà nè. Sẽ giả bộ, mình lặn xuống dưới. Ở dưới chân đó thì mình đánh được nè. À, vậy là mình có cách rồi. Mình phải làm sao mình ở phía dưới chân của nó thì mình mới đánh trúng nó được. Chứ đánh trực diện vậy nè, thì cái tầm đánh của mình không thể nào mà lại so với nó được hết á. Thì ra là vậy. Bắt đầu. Nó bắn mình nhé, từ tuốt ở dưới biển mà. Bay lên bầu trời luôn, các bạn hiểu rồi đó. Có nguy hiểm cái nào. Bây giờ mới đánh nó được 700 máu thôi. 800 máu rồi, một hit nữa, cố lên. Dạ, cho tôi lặn xuống đi anh bạn ơi. Ui, thấy chưa, nó tàn phá ghê gớm luôn á. Dám tàn phá. Tàn phá. Sông kim.
Oh shit. Không đụng vô được luôn. Ui, nó phá hủy cả pho tượng luôn nè. Ây da. Sao đây, con rồng kia, đứng lại, đứng lại. qua đây nào, qua đây nào. Ui, lưu lê, không thấy, không thấy. Dám đùa. Đùa nè. Đâu rồi. Đùa. Ui, được quýnh mấy bạn gái. No. Rồi, xong mấy bạn gái rồi, bị rồng ăn thịt rồi. Rồng độc ác. No. Nó cứ bay lượn lượn, khó chịu cực luôn ý. Bay nè, bay nè, mình sẽ cà khịa nó. Rồi nó thấy chưa, quay lại đi. Đánh con rồng này mất sức ghê luôn ấy. Chuyển lại đây coi. À, nó vẫn còn ở đây. Ây da, lửa đốt. Vậy là sau này mình rút kinh nghiệm. Ở đây vẫn còn một con rồng nữa các bạn ơi. Con rồng The Wind ấy. Nếu mà mình có được quả trứng của con rồng The Wind thì mình sẽ tìm một nơi nào đó trống trải hơn. Và trước tiên mình cần phải giải cứu của bạn gái đang bị đóng tơ này cái đã. Bị mấy con nào không biết đóng tơ kín bít nữa nè. Rồi đi chơi đi. Là mình sẽ tiếp tục trở lại với việc đánh con rồng The King này nhá. Trời, đánh con rồng này mệt thực sự luôn ấy. Chuyển qua đây cái nè. Nữa rồi, mình chuyển còn bị mắc kẹt thôi. Đó, ok rồi. Ui, nó lại đi ngược lên bên đây. Ui, cái sải cánh nó to chưa kìa. Nó thấy mình chưa? Nó chưa hồi máu kịp. Chưa, để mình ăn nhiều cái cho lấy sức ăn chiến đấu các bạn ơi. Rồi, ăn cái cho no bụng nè. Và sau đó ta trở lại đánh con rồng thôi. Dịch chuyển qua đây chặn đầu liền. Đâu rồi? Con rồng kia, đánh nhau một một đi. Đừng có bay như vậy nữa. Thấy ta chưa? Trời, đất tới thui rồi. Mà còn vẫn chưa thấy mình nữa. Qua đây đánh nhau nào. Quầy rồi, nó tàn phá kìa. Khó chịu thiệt sự luôn ấy. Phải chi mà mình tầm đánh xa một xíu là mình có thể đánh con này dễ hơn. Chứ mình đánh gần quá thì không có thấm nó. Ủa, không chết tới chứ không phải là không thấm. Này thì... Ủa, đánh trúng được hay hết luôn kìa. Nên vậy. Chạy thủ đáp xuống. Bây giờ mà mình có cách nào bay áp sát lại gần nó thì hay nha. Giờ mình không có bộ giáp sinh hồn, không có bay được. Ở đây còn có mấy con gì nữa nè. Trời ơi. Đúng rồi. Chạy thủ đánh nó. Con rồng kia. Đánh phần đầu nó cũng không được luôn. Chỉ đánh cứ dưới phần bụng nó thôi á mọi người. Ở bây giờ mất nó còn có 5.600 máu thôi. Cũng vô đam á chứ bộ. 5.500 máu. Uầy. Với cái đà này mình tin là mình có thể đánh bại được. Cố lên. Đừng có chạy. Con này có bài là đẩy mình ra biển rồi chạy á. Ghét cực luôn ý. Chơi mà chạy nè. Ui. Căng thẳng. Chơi mà chạy. Ủa, giáp mình hư được một phần rồi kìa. Trời ơi. Chẳng ẩm 10 á nha mà còn bị hư. Đội Superman chắc nãy giờ nát rồi quá. Con rồng kia. Cho ta đánh đi. 5.300 máu. Cố lên. 5.200. 5.100. 5.000. 4.900. Ừ, đánh gì đi. Vậy mới thích chứ. Dám đùa. Nhưng mà nãy giờ nó đẩy lùi mình xa lắm rồi ý. Chơi luôn, xa cái nào cũng chơi với người luôn. Hôm nay là ta chơi lớn mà. Ui, trận chiến trên không với con rồng này. Chạy đi đâu, đừng có bỏ, ta đang ở giữa khu này mà. Cái điểm đâu rồi, đây, mình cần dịch chuyển thành một điểm xa hơn một xíu. Cái này là tầng thứ 90 đi. Rồi, dịch chuyển liền. Ây, vẫn mắc kẹt. Đỡ, tao đỡ liền. 120. Rồi, dịch chuyển coi. Vẫn bị kẹt cái tầng này cao vậy. Ai đó cứu với. No, không muốn bị kẹt chết đâu. À, được rồi. Ở đây tầng mấy vậy? Cái này là tầng 110 mà. Sao nãy mình dịch chuyển là bị mắc kẹt ta? Chưa, con rồng kia đừng có bỏ. Nó chạy để nó hồi máu đó các bạn. Con này thông minh cực luôn ý. Chơi nó nhắm quýnh thông lại, cái nó chạy đến nó hồi máu. Chơi thế ai mà chơi lại nữa, đã nhiều máu còn thông minh nữa. Ý, nó còn 5.900 máu, nó đang hồi máu lại dần. Không được để cho nó hồi máu. Hồi máu với tôi này, 5.700. Ủa, 4.700, 4.600 rồi. 4.400. 4.300. Đứng lại. Mình không hiểu sao kia kiếm mình là tầm đánh xa lắm rồi á, mà vẫn không bằng cái con rồng này. À, con nó đẩy lùi mình kìa. Ây dù, 4.100 rồi. Cố lên, nó còn khoảng mười mấy 20 hit nữa thôi các bạn ơi. Là mình có thể kéo được nửa cây máu nữa.
Ui, địa hình xung quanh đang bị nó tàn phá rất là dữ dội luôn. May mà mình lựa một nơi xa nhà á, để không thôi mình về chắc không còn gì để ở luôn á. Rồi, giờ thì tiếp tục trở lại với trận chiến. Sao? Ê, sao nó lên 6.000 máu rồi? Cái gì vậy? What? 7.000 máu rồi. Công gia tràng rồi các bạn ơi. Chết rồi, để nó bỏ một đoạn làm nó hồi máu lại kìa. Nó 7.000 máu lại rồi. Thì sao đánh nó đây, trong khi nó 7.000 máu lại rồi. Bỏ quay luôn á, dù mạnh nè, mình không thể nào phản kháng lại nó luôn ấy. Cung thì đâu có bắn mất máu đâu được đâu, bắn không vô máu nó luôn ấy, cung thì yếu quá hả. Phải dùng cái kiếm cơ, nhưng mà thanh kiếm mình mạnh vậy mà cũng không đủ sức để đánh con này nữa. Một phần là mình không bay được cơ, chứ không phải là mình yếu đâu. Đánh nãy giờ cũng được nửa tiếng rồi các bạn ơi. Và đồ mình nó gần nát hết rồi. Thôi, mình sẽ đặt ở đây một cái điểm là rồng The King. Đó, mình sẽ lưu là một cái. Độ cao là mình sẽ để khoảng tầm 980 đi. Đó, cho nó chắc cú 85 luôn, cho chắc cú nha. Và lưu lại điểm màu vàng đi. Có màu vàng không? Đó, có màu vàng. Rồi sau đó mình sẽ trở về nhà nha. Chứ đồ hư như vậy mà đánh một hồi mất luôn cái set đồ của hoàng gia thì phí gì lắm luôn á. Lần đầu mà mình có trận chiến này. Lúc đầu là mình đánh đâu cái chỗ này này đúng không? Từ từ nó đẩy một hồi mình dài xuống dưới này. Nó tàn phá gần như là toàn bộ mọi thứ trên đường đi luôn á. Ui, giờ thế giới mình hơi đang lại hơi lát hay sao á. Để bây giờ mình sẽ thoát ra vào lại xem coi nó có đỡ không nha các bạn. Mình đã trở lại rồi đây. Ui, cảm giác sai con rồng đó thật là tuyệt á. Như vậy là cái cách đánh của con rồng hồi nãy của mình là nó chưa hợp lý cho lắm. Tại vì mình thấy mình đánh nhau với con rồng á, toàn là mình bị mất máu mà con rồng chả thấy vô máu gì hết á. Nhưng mà có vô đó, nhưng mà vô ít lắm các bạn ơi. Nên chắc mình phải đổi cách đánh con rồng rồi. Và bộ giáp này á, để coi mình có đủ kinh nghiệm để sửa không nha. Mình sẽ đồ Superman bay lên trên để sửa đồ coi nào. Mặc đồ Superman vô. Rồi, bay lên trên cái nè. Cảm giác về nhà thiệt là tuyệt á. Rồi xuống đây coi sửa đồ lại cái nhá. Mình nghĩ là chắc không đủ kinh nghiệm để sửa đâu, vì mấy cái món đồ xịn, càng xịn thì sửa nó sẽ càng mắc á. Úi, sửa được nè. Ui, sửa không mắc cho lắm các bạn ơi, lại rẻ, hơi bị rẻ luôn á chứ. Ui, đồ mình full đồ bên rồi nè. Xịn nha. Rồi nếu mà đánh một lần không chết thì mình đánh nhiều lần có sao đâu đúng không? Như vậy trong ngày hôm nay á thì mình đã có một pha chiến đấu nhẹ nhẹ với con rồng rồi, và kết quả là mình bị đánh sấp mặt luôn các bạn ơi, toàn là phải tháo chạy về nhà sửa đồ luôn á. Bên cạnh đó thì mình có chế tạo được một set đồ của một siêu anh hùng khác, đó chính là The Flash nhá. Set đồ này thì cho mình cái tốc độ khá là cao, thuận lợi cho việc đi khám phá trên mặt đất giống như vậy nè, và sức mạnh thì cũng ở mức tương đối thôi. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng tìm cách để đánh bại con rồng The King đó một cách thật là hiệu quả cũng như là nhanh nhất có thể nhá. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.